Chào các bác, quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái ấm siêu tốc các bạn ạ. Ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Hikari. Hàng thì đợt này về giá rất tốt cho anh em luôn. Anh em các bác có nhu cầu mua xem tham khảo đặt hàng thì nhấp ngay vào phần giỏ hàng ở kênh TikTok hoặc là liên hệ trực tiếp các bác nhá. Đó. Các bác lên đã giúp cho em là ấm siêu tốc nhá. Hàng của thương hiệu Hikari này, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Hàng của hãng cực kỳ là chất lượng luôn. Thương hiệu Hikari các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Con này thì nó sử dụng điện 220 nhá. Đấy. Hàng có tem mác đàng hoàng. Đấy, tem mác đàng hoàng các bác nhá. Đây. Tem bảo hành và tỏi đàng hoàng, tem mác đàng hoàng cho các bác yên tâm sử dụng các bác nhá. Hàng của thương hiệu Hikari cực kỳ là chất lượng luôn. Tem mác bảo hành và tỏi đàng hoàng các bác nhá. Đấy. Con này nó thì nó sử dụng điện 220V các bác nhá. Đây. Đấy, con này nó sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là đi đây. Đấy. Đây công suất 1500W nhá, dung tích 2 lít 3 và sử dụng điện 220V. Đây. Đấy. 2,3 lít này, 1500W này các bác nhá. Đó, điện 220V. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Con ấm siêu tốc như này. Đây. Cái thân ấm của nó này, đây thân ấm đây. Đấy là cái đế đây và thân ấm đây các bác này. Đấy, thân ấm đây các bác nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Hikari nhá, rất chất lượng luôn. Đây. Điện 220V 50-60Hz này, 1500W các bác này, 1500W này, dung tích 2 lít 3 này. Đấy. Hàng cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Bên trong của nó thì là bằng inox nhá, bằng inox hết nhá, inox. Và bên ngoài của nó thì sẽ là bằng nhựa ABS nguyên sinh nhá. Ấm cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Công tắc đóng bật trên tay này rất là tiện dụng này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn, dung tích là 2 lít 3 các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. Đó, lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc 350k và bao ship cho cái mã ấm siêu tốc này nhá. Đấy, 350k và bao ship. Đấy, cho một con ấm siêu tốc hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Đó. Hàng này thì siêu bền, siêu chắc chắn luôn, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bên shop đã đi tới cả hàng nghìn mã rồi các bác nhá, chứ không phải là ít nữa. Giá rất chất cho các bác luôn, giá rất tốt luôn. Đây, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và hàng này của nó là hàng to nhá. Thương hiệu Hikari này, hàng đại, hàng 2 lít 3 nhá. Đấy, khi cắm vào là ở đây nó có đèn báo luôn, công tắc bật ngắt ở đây các bác này. Đấy. Hàng này là hàng đại nhá, chứ còn những cái hàng nhỏ của nó thì nó chỉ có khoảng lít 8 đến 2 lít thôi, nhưng mà dòng này là dòng to, 2 lít 3 để phục vụ các bác nhá. Đấy, ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Hikari, siêu chất để phục vụ các bác luôn. Anh em các bác có nhu cầu xem tham khảo đặt hàng thì có thể liên hệ hoặc là mua ở bên Top Top các bác nhá. Rồi, okay. Đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là vật mũi đứng các bác nhá. Vật mũi đứng. Đấy, lô này thì bên shop về hàng cực kỳ là chất và giá rất tốt cho anh em luôn. Đó. Con này thì bên shop vẫn đang gửi tới bác cái giá đó là 200k nhá. 200k và bao ship cho cái mã vật mũi đứng này. Lưu ý các bác là con này thì nó vận chuyển nó rất là phức tạp, đóng gói phức tạp và tốn rất nhiều tiền ship, cho nên là các bác cân nhắc trước khi mua hàng nhá. Lên cho em là vật đứng nhá. Vật đứng, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 200k. Đấy, em nhắc lại một lần nữa là các bác cân nhắc trước khi mua hàng, tại vì cái này đóng gói nó cồng kềnh rất phức tạp. Nhiều bác cứ đặt cho nó vui xong là bên em vận chuyển đi, bên em vận chuyển lại các bác lại không bên em vận chuyển đi vận chuyển lại các bác lại không nhận thì nó mất công em ra các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đây, khi các bác nhận được hàng thì bao gồm sẽ là một thân vật này, một thân vật như này. Đấy. Và tiếp theo đó nó sẽ là một cái giá đỡ để cho các bác để đứng lên như này nhá. Đấy, để đứng lên như này cho em, nó rất là tiện này. Hàng này của thương hiệu Nakagami nhá, hàng của thương hiệu Nakagami. Hàng của bên em nó là hàng loại 1 và nó là hàng to nhá. Còn có shop thì họ bán cái hàng nó nhỏ hơn thì giá nó sẽ mềm hơn một chút các bác nhá. Đó, thì đây. Các bác nó sẽ bao gồm là ba chức năng này. Chức năng thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là làm một cái con vật muỗi như này. Thì khi các bác bật cái đèn này lên và để cho em vào góc giường này. Đấy, con muỗi nó bay và nó chạm vào là nó sẽ bị dính đòn các bác nhá. Đấy, nó sẽ bị dính đòn, nó sẽ bị giật này các bác này. Đó, nó sẽ bị giật này các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đó, thì các bác lên cho em là vật đứng nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con vật đứng này, giá của nó sẽ là 200k và bao ship nhá. Tính năng thứ hai là làm vật muỗi thông thường này, thì các bác cứ bật này là dính này. Đấy, đây. Bật này là muỗi nó sẽ bay vào nhá. Đấy, bật này là muỗi bay vào, các bác vật này là con muỗi bay vào nó chập điện luôn. Đó. Chức năng thứ ba là đèn ngủ này. Đó, đèn ngủ nhá. Thì có ba chức năng chính cho một con vật đứng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Con này thì bên em chỉ tặng kèm dây thôi nhá. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Đó, rất là ok và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Nakagami này, Nakagami của Nhật nhá. Hàng mới tinh nhá, hàng này hàng mới tinh nhập khẩu anh em các bác nhá. Rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể nhấp vào phần giỏ hàng để đặt hàng giúp cho em nhé. Đấy, hoặc là các bác có thể mua trực tiếp thì alo qua số điện thoại nhé. Đó.
Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái đèn học chống cận nhá. Đây. Đấy, đèn học chống cận này các bác này. Đó. Con này của nó thì là 190.000 một chiếc đèn học chống cận như này. Đấy, con này thì của nó là hàng của thương hiệu Asahi nhá. Hàng thương hiệu Asahi, công nghệ của Nhật Bản và sản xuất ở Việt Nam mình luôn. Đấy. Thì cái vỏ này thì nó là hàng sản xuất ở Việt Nam, còn lại là thân này của nó thì là hàng sản xuất ở Nhật Bản và lắp ráp đây các bác này. Đấy, thương hiệu Tamasaki, made in Japan các bác nhá. Made in Japan, công suất pin của nó sẽ là 4000A các bác nhá. Đấy, đây. Các bác có thể có dây sạc này về các bác cắm sạc vào. Đằng sau này có công tắc các bác bật lên cho em nhá, bật lên này. Sau đó thì nó sẽ có cái nút cảm biến này. Đấy, cảm biến các bác này. Đấy. Cảm biến này, nó bật này các bác này. Đấy. Rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Đây, có đèn sáng trắng này, sáng vàng này và trung tính này. Đấy, hàng của thương hiệu Takasamiko. Takasamiko nhá, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là tốt nhá. Đấy, đèn ngủ, đèn học cảm biến như này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái công việc là học hành hoặc là các cái công việc mà mình cần đến ánh sáng, ví dụ mất điện các bác có thể dùng để làm đèn bình thường cũng được, để ăn uống các bác nhá, rất là phù hợp luôn. Lên xem là đèn học chống cận nhá. Đây, hàng made in Japan này. Giá đây bên shop đang gửi tới bác cái giá là 190.000 cho con đèn học chống cận này nhá. 190k cho con đèn học chống cận này. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 190k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái chảo chống dính của Nhật nhá. Đấy, các bác lên cho em là chảo chống dính Nhật này. Đấy. Hàng siêu chất luôn. Đấy, chảo chống dính của Nhật nhá. Đó. Chảo chống dính Nhật nhá. Đó. Chảo Nhật này. Đấy, chống dính siêu tốt luôn, giá là 260k nhá. 260k và bao ship cho cái mã chảo chống dính này. Đó. Con này thì chảo Nhật này 260.000 này. Con này các bác đun được cả bếp từ thoải mái luôn nhá. Đun bếp từ thoải mái cho em luôn. Đó. Đấy con này. Đấy. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là trong hộp như này. Về các bác tháo ra và lắp cái chuôi này vào cho em. Đấy, lắp cái cán này vào cho em. Cái cán này của nó thì nó là bằng gỗ cho nên nó chống nóng nhá, chống nóng cho bác luôn. Đấy. Cán bằng gỗ chống nóng luôn con này. Đấy. Giá thì chỉ có 260.000 đã bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng của Nhật đấy con này, toàn bộ chữ Nhật lòng hoàng hết này. Đấy, toàn chữ Nhật lòng hoàng hết nhá. Đấy, cái này thì về các bác chỉ cần chuyện. Các bác lắp cho em cái này vào là xong này. Đấy, lắp cái cán này sau đó thì các bác xoáy vào. Đây, xoáy cái đầu cán này vào cho em là xong này. Đấy, xoáy cái này vào cho em là xong. Giá thì cực kỳ là tốt cho anh em và các bác luôn. Đấy. Đây. Đấy, rất chắc chắn anh em nhá, rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Rất dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Các bác lên cho em là chảo Nhật nhá. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá đó là 260.000, 260k cho con chảo Nhật đấy các bác nhá. Hàng rất chất cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng luôn các bác. Đó. Chống dính nhá, đánh nhám chống dính cho các bác luôn. Hàng đánh nhám chống dính nhá. Đấy, rất chất lượng, đường kính của nó sẽ là 28cm các bác này. 28cm. Đường kính của nó là 28cm, lên cho em là chảo Nhật nhá. Chảo Nhật chống dính nhá, 28cm đây. Giá của nó là 260.000 và bao ship. Đây, cho một con chảo như này. Hàng siêu chất cho bác luôn nhá. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là thước tự rút nhá. Đấy, thước tự hãm, nhầm, xin lỗi các bác là thước tự hãm nhá. Dòng này của nó sẽ là 5 mét này. Đấy, các bác thả thì cứ thả này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác bỏ ra thì nó lại hãm lại này. Rất là tiện luôn. Đó. Hàng cực chất và giá cực tốt luôn. Đấy. Một con thước tự hãm như này. Đấy, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá bao nhiêu nhỉ? 40k này các bác nhá. Đấy, lên cho em là thước tự hãm, giá của nó là 40k cho một con thước tự hãm này. Hàng rất chất lượng và giá rất là tốt luôn. Các bác có thể mua để về sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là mua để cho làm quà, rất là ngon. Giá hợp lý nhá. Đó. Tự hãm này, các bác rút ra nó tự hãm này nó rất là tiện này. Đấy. Hàng rất chất luôn, hàng bãi của Nhật rất chất lượng luôn nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Thanh lý theo lô chưa qua sử dụng cho nên giá rất là tốt nhá. Thước thì rất là cứng nhá và chống đứt tay các bác nhá, chống đứt tay này. Đấy, chống mờ chống đứt tay cho bác luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Chỉ cần thả này là nó sẽ vào này. Rất là ngon luôn. Rút ra thì để lên bàn. Rút ra là các bác chỉ cần rút này là nó sẽ ra này. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. 40k cho một con thước rút như này nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con lấy dấu đây. Đấy, con lấy dấu nhá. Con này thì 100% là bằng đồng nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k nhá. 55k cho một con lấy dấu như này. Đó, 100% là bằng đồng hết. Các bác lấy trên mọi chất liệu này, sắt thép nhựa này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này là có dấu luôn. Đây các bác thấy không? Đó, đây. Em nhấn phát này, đấy. Nhấn này là có dấu luôn này. Đấy, dấu rất là to luôn các bác này. Đấy, cái lỗ của nó này. Đấy, rất là ngon luôn. Thì một con lấy dấu như này giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con lấy dấu như này, rất là tiện. 100% là bằng đồng hết này. Đấy, bên trong của nó thì nó sẽ có cái hệ lò xo đẩy như này nhá, lò xo đẩy như này để nó ép cho cái mũi này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Tajima made in Japan luôn các bác nhá. Đây, Tajima đây các bác này. Đó.
hàng của Tajima con này. Đây, hàng của thương hiệu Tajima của Nhật có nha, rất chất lượng luôn. Đó, đây Tajima này con này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là chiếu của Nhật con nhá. Đấy, chiếu Nhật đây. Đấy thì nó là dạng là chiếu mây các nhá. Đấy, qua lên cho em là chiếu mây điều hòa. Đấy, hoặc chiếu điều hòa của Nhật các nhá. Giá thì nó là 450k cho một con chiếu như này. Đấy, bên em có dòng mét 6 và mét 8. Đấy, các bác lên cho em là chiếu điều hòa Nhật 450k và bao ship cho một cái con chiếu như này con này. Hàng rất chất lượng luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Muji, made in Japan các nhá, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì nó là hàng nguyên đai nguyên kiện như này, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng các nhá. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Nó sẽ có hai mặt cho các bác, một mặt là bằng mây. Đấy, một mặt bằng mây và một mặt của nó thì nó sẽ là bằng sợi vải các nhá, sợi vải đây. Đấy, sợi vải, sợi bông để khi các bác nằm thì nó sẽ ấm về mùa đông và mát về mùa hè này. Đấy, cái sợi vải này thì mùa đông nó rất là mát nhá. Mùa đông nó rất là ấm và mùa hè thì các bác nằm cái bên mây cho em thì nó rất là mát này. Đấy, mùa hè thì nằm cái bên mây này cho em. Màu sắc rất là đẹp, rất là tao nhã luôn các nhá. Đấy, rất đẹp, rất tao nhã. Viền viếc trần bo rất là kỹ luôn các bác này, rất là đẹp luôn các nhá. Con chiếu miễn chê cho các bác luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Còn mặt bên này thì bằng hoa văn rất là đẹp luôn. Đó, hoa văn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm là hai cái vỏ gối như này nữa này. Hai cái vỏ gối như này nữa các bác nhá. Đó. Hai vỏ gối như này nữa các bác này. Rất là ok luôn. Đó, rất ok luôn. Vỏ gối của nó sẽ là 70 x 40 nhá. 70 x 40. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ. Đấy, bên em sẽ có dòng là dòng mét 6 và dòng mét 8 nhá. Đó. Thì tùy theo nhu cầu các bác sử dụng thôi. Các bác muốn lấy mét 6 thì lấy, mà lấy mét 8 thì lấy. Thì tùy theo cái khổ giường nhà các bác mình lấy cái loại nào cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng nó nhá. Đó, đây. Nó có dòng mét 6 và dòng mét 8. Rồi ok các bác, 450.000.